Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Danh ca Giao Linh lần đầu trái lòng vì cuộc đời làm vợ 4, nuôi 6 người con chồng. Khi gặp anh tuy vẫn còn là độc thân, nhưng anh đã có 6 đứa con riêng qua 3 đời vợ. Tuy vân vân không biết mình có chịu đựng nổi cách rắc rối trong gia đình không, với những chồng con đã thấu rồi mà anh lại có tới 3 dòng. Mới đây, chồng danh ca Giao Linh đã cùng nhau xuất hiện trong buổi ghi hình chương trình Sài Gòn đêm thứ bảy. Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng chồng Giao Linh đến chăm sóc cho bà khiến nhiều người có mặt ngưỡng mộ. Ông còn cẩn thận ghi lại tiết mục của bà trên sân khấu để về nhà xem lại cho vui. Là chị cả trong gia đình có 7 anh chị em, cuộc sống mưu sinh của gia đình Giao Linh đều trông chờ vào gánh vác của mẹ. Năm 16 tuổi, bà chính thức đi hát với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ và cùng với đây là công việc thu nhập ổn định giúp nữ danh ca nuôi gia đình. Quãng thời gian tật bật đi diễn và lo cho gia đình dường như lấy lại đi cả tuổi thanh xuân của bà. Nên khi những người bạn đồng nghiệp cùng thời đều có mái ấm riêng cho mình thì Giao Linh lấy bóng. Đến năm 38 tuổi, nữ danh ca lấy chồng. Giao Linh và người chồng hiện tại từng gặp gỡ nhau khi bà mới 17 tuổi nhưng phải đến 20 tuổi. Năm sau thì cả hai mới về chung một nhà. Danh ca Giao Linh tâm sự, chúng tôi gặp nhau trong một nhóm bạn vì coi nhau như bạn bè. Đến chục năm trôi qua, anh để ý thích tôi nhưng vì tôi nhiều người theo nên anh cứ đi theo. Gặp nhau chơi vậy thôi. Nhiều đời vỡ nên ngay ngỏ lời, tôi mới buông một câu đùa giỡn. Trời ơi, anh mà dám lấy anh. Điều đó mà làm anh dẫn và không gặp tôi nữa. Rồi biến cố xảy ra, chúng tôi thật lạt nhau đến 10 năm. Thời điểm đó anh có cuộc sống tự do và lại một lần nữa ngỏ lời với tôi. Cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình, bởi anh đã theo đuổi 20 năm rồi. Lúc đó tôi bị dao động nhiều nhưng vẫn sợ quá khứ của anh. Khi gặp anh tôi vẫn không độc thân, nhưng anh đã có 6 đứa con riêng, qua 3 đời vợ. Tôi phân vân, không biết có chịu đựng nổi rắc rối trong gia đình. Những năm tháng buồn ba vất vả, đủ để nữ danh ca vững lòng, tin vào chính mình, tin vào duyên nợ. Dù lúc này cả hai kết hôn, bạn bè ai cũng sợ bà không chịu nối cuộc sống bị ung lừa dối. Dĩ nhiên cuộc hôn nhân của bà với chồng có đến 6 đứa con riêng, nhận được nhiều sự chúc phục từ bạn bè nữ danh ca kế. Ngày mà chúng tôi đi làm hung thú, chỉ có một quan tòa và 2 cô thư ký làm chứng tài. Năm 1988, khi về Canada, tôi có thai nhưng do lớn tuổi nên không giữ được. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi nhận thấy anh là người trách nhiệm, thương con, lo cho gia đình, quý mến những người mẹ của con mình. Mặc dù đã gắn bó với nhau nửa đời người mà không có một đứa con chung, nữ hoàng sầu muộn chia sẻ bà hơi buồn nhưng không tiếc nuối khi lấy chồng trĩ. Với lệ Giao Linh, bà xem các con ông cũng chính là con mình. Nữ danh ca không hiểu nỗi chút nào, Hào như chia sẻ, tôi cảm thấy may mắn vì các con rất thương bố, rất ngoan, biết đùm bọc nhau. Nữ danh ca không giấu hiểu chút nào, hào hứng chia sẻ, tôi cảm thấy may mắn vì các con anh rất thương bố, rất ngoan, biết đùm bọc nhau. Đối với chúng, mẹ là mẹ. Chính những điều đó mà tôi mở lòng ra đón nhận từng đứa. Thời điểm các sân khấu ở Việt Nam chào đón ca sĩ hải ngoại, các cháu chính là người động viên tôi quay về. Nếu mẹ thành công, khán giả chào đón mẹ thì tốt. Nếu mẹ không thành công thì mỗi tháng tối con đều đưa biếu mẹ 100 USD. Thật sự tôi rất cảm động, không phải con ruột mình đâu nhưng các cháu lại quan tâm đến mình. Giao Linh còn bông đùa rằng ở nhà bà mới là người nhận nhịn ông, tiết lộ bí mật giữa lửa hôn nhân, luôn đầm ấm. Giao Linh chia sẻ, con của anh đối với tôi rất tốt nên mình cũng mở lòng với mẹ của chúng. Tôi không muốn các cháu có xứ để chúng không có khoảng cách với mẹ mình. Cả mối quan hệ của anh với vợ cũ trước tôi cũng không can thiệp vào. Tôi hiểu họ cần có sao để trò chuyện về vấn đề con cái, cuộc sống riêng của chúng. Chính vì thế mà gia đình tôi rất hạnh phúc. Danh ca Giao Linh đặc biệt đến là một trong những cây đại thụ khởi nguồn cho dòng chảy nhạc vàng với dòng nhạc nực nữ đặc trưng. Có không hai bến trên âm nhạc từ năm 18 tuổi. Giọng ca được mệnh danh nữ hoàng sầu muộn quyết định. Đi hát không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê mà tấm bé, mà còn kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ nuôi 6 đứa em thơ. Cha mẹ sinh ra tất cả 10 người, mất đi 3 người còn lại 6 người. Đứa em ở dưới nhà nghèo lại có đàn em nêu nhóc thơ dại nên vẫn làm sao có thể sống thoải mái để hướng hạnh phúc riêng đây. Tôi luôn nghĩ mình phải lo cho các em nên người trước đã, thành ra có bạn trai mà chỉ cần người ta có chút suy nghĩ hờn hỡn chỉ đó kiểu như sao, lo cho gia đình nhiều quá là không thể tiến tới được với mình, nữ danh ca tâm sự. Cùng với với gánh nặng gia đình, thương ba mẹ và các em nên suốt cả tuổi thanh xuân. Dù có nhiều người theo đuổi và trải qua một vài mối tình, nhưng danh ca Giao Linh chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng mà chỉ tâm niệm làm sao lo lắng cho các em được học hành tử tế nên người. Đến khi các em đều khôn lớn và thành tài, bà có thời gian nghĩ cho bản thân mình. Cảm thấy có thể thật sự thoải mái và gia đình thì ở tuổi không còn trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.